cái gì vậy? Dạ, dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Okay, vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ đứng! Đứng hai chân! Dạ đứng hả? Ủa đây đứng sáu chân, dạ hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 le lưỡi liếm mũi coi. Làm được thầy ơi, vô cúng chứ phải làm gì đâu mà tự nhiên kêu le lưỡi liếm sao làm được. Không được thầy ơi. Đáng hả? Nói lại sao lớn rồi? Ô à, bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này là thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không? Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa pháp sư đây hả? Tôi là pháp sư. Dạ, theo mỗi lần pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. À, sao vào tự dưng rồi thè lưỡi, thè đồ ra làm gì thế? Dạ, tôi đâu có biết đâu. Thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à, tôi ngoan lắm. Ô, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn. Ủa, thầy nói vậy là, thầy sao tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn. Tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, chứ thầy không phải nói, kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo. Tôi không nói bà là heo, là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn ấy. Thì là sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À, gọi là óc heo đó. Dạ. Thì và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Cái gì vậy luôn thầy? Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá. Con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu nhá. Dạ dạ. Đi rồi. Trời sao nhà thầy vong không vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe. Tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Như thế ghê vậy? Này, vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan, chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nha. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt thì bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây, nó đứng, rồi bà phải đứng bà dình này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cây. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nghe. Ô, cái gì nữa thầy? À, con chim mà hỏi đâu? Mi nó đậu trên cái khăn. Con ơi xuống đừng ơi. Trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô? Đây đây đây, tụt. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần có kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Ngồi được chưa? Được rồi. Ngồi đây được không? Thôi tôi ngồi trước đây. Ngồi bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. Đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không thấy ghê quá. Dạ. Ôi! Cái gì đó? Nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhăn. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Dạ. Dạ. Ê. Dạ.
Thế à, hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy biết, cho nên em quên giờ mới nhớ thầy biết. Quảng cái tao quảng ngay chứ con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy? Này nhá, tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả sơn tinh thủy tinh lên luôn. Gọi sơn tinh thủy tinh lên chi? Gọi sơn tinh thủy tinh lên để giãn hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi. Hòa rồi cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập đó thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy. À. Đó, rồi phá rừng nhiều quá, ông sơn tinh ông cho nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cà tưng đấy. Ma cà ma mà nhảy vậy ngày xưa phim đấy. Ồ thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cà tưng vậy mệt này. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ. Nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy bỏ rồi. Đấy. Thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là đi hay thương. Quá tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nữa hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá tôi nể thầy quá thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy. Thế à, tôi nói thật với cô ấy. Ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi cũng gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Cô có dạ xem. Có. Tôi là tôi người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nút ruồi đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi. Thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì? Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À. Người ta đánh, người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Thành ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có phước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô thầy. Có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ơ trời thầy ơi đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ chứ đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Từng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Từng có giải nghệ. Tôi giải nghệ, tôi tính thế này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. Là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ trở lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Tôi thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi thầy. Cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi, đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè, đập nè. Thấy cưng không? Giống như massage cái này mới đập nè. Đập nè, đập nè, thấy cưng không? Đó, cái đó mới đập đó thầy. Này, cô nhờn mặt vừa vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy?
Bây giờ tôi giúp cho. Dạ dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy, yêu dắt cái gì? Đây đây lại cái mồm lại khóc nữa. Ờ, không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy, làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sao mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vào mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nó nói bà vừa lùn vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùn vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi 3 lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó đó. Ờ, không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùn bà xấu thật. Nhưng mà là con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó 20 mấy năm chưa bây giờ nó nói. Bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại gì nè, nó không lấy á. Bà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi. Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải 20 mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100. Thế mà, tính ra là 87 tuổi. Dạ 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ông không chịu lấy tôi. Chứ ông chịu là tôi hố ông rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá thầy. Tại vì ông là Việt Kiều cho nên là tôi mê ông lắm. Ông lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi, thầy chụp cái vong ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa. Kêu nó vào đây. Con ơi con tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè con gái tôi là đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè. Vô đây con. Vô. Dạ đây ơi, con đất em. Ơi. Dạ. Trời ơi cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi. Nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động. Làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên. Đeo kiến. Ừ gỡ kiến ra. Trời ơi cũng tối thui à. Dông nhập cho thầy thấy không? Sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con. Bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Con tay chào thầy. Ổng có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ổng bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra, đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Chắp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy. Thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Con gái bà không... đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy tôi nói nha. Trồng một cây chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà, con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ, đúng không? Đúng, đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hờn. Má. Cái gì? Con có cái thầy gì hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi, con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe má... cán tôi đi xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi. Con xe. Không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Thì mày cứ để yên đi, mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy? Thầy ơi thầy, nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó thầy thấy không? Đó thấy ghê không thầy? Má ơi cái gì vậy?
con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi, cái dòng này nhập vô mà không phải dòng bình thường. Cái dòng này làm như là... Con mệt con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây. Thấy không, thầy? Thầy ơi, con bị gì vậy thầy? Không, con bị... Sao đây? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này... Quỷ nhập nó? Không, quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được, nó phải hơn là con quỷ kia. Ê, cha thầy Pháp này, ông đang khen hay chê tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật, chứ không phải là bình thường. Đúng rồi. Tôi nói bà nghe. Bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây. Đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Ờ. Dây thừng này, roi dâu này, chổi cha này, đòn gánh này, đấy, chổi lông gà này, tất cả các thứ. Nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào trị nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi. Tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Trích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á, nó sợ được kìa. Trích điện, nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, trích điện nó sẽ ra. Bây giờ... Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ... Này, bà ôm nó lại. Bà ôm nó lại đi nha. Con gái ơi, con gái. Ra đây mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẹ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp nó sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tung mất, tung mất. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà. Rồi, mẹ làm gì vậy? 1, 2, 3, 9, 10. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Đâu có đâu, đừng muốn đứng dậy. Sao không? Không có bị gì hết trơn á. Nói nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tàu điếc thằng. Chí nhõng phao câu luôn. Đau nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? Ây da. Má có bị vào. Gì không vậy? Má bị gì hết trơn á. Má muốn ôm con. Má muốn ôm con. Chí chí. Trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái vòng nào nhập con nhầm con nội. Ôm mẹ. Sao nghe mùi silicon đâu vậy? Ê, sao tôi không có cảm giác gì không? Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút hộ giá. Trời ơi má. Không có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Trời bà. Ông phải cẩn thận. Má bị gì không vậy? Thầy, má. Bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương. Má đừng có làm sợ nha. Anh Hương, anh còn mãi không? Anh ủ con gái. Hả? Anh ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má. Chết mẹ. Má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn sản hồn. Bà mới bảo gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái. Để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi. Mày tầm ba không à. Ba mày mà còn sống hả? Là kiểu như ông chửi mày á. Nói bậy bạ không à. Nếu như mà thời xưa làm Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm mà, thế nào cũng được chưng cái bản. Cái gì vậy? Bà. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùng vừa độc ác vừa xấu. Bà vừa lùng bà độc ác vừa xấu. Tôi nói cho bà nghe. Bà lấy con gái bà ra. Chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền. Bà ham tiền bà gả con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây để tôi bảo vệ con gái của tôi. Ba ai cười vậy? Để qua tán mặt tay. Xin rồi. Xin rồi đi à. Ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á. Hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi. Lâu quá tôi không tán vô mặt ổng. Cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi?
Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ông cũng nhanh lẹ, làm cái gì cũng lẹ, không bao giờ lâu được hết trơn á trời. Bực quá trời luôn thiệt, bây giờ làm sao thầy? Như mới có điện thoại. Đây này đi. Đây điện thoại. Trời ơi, nó rung mà còn không nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời ơi. Dạ dạ, rồi em biết rồi, thôi thầy tắt. Dạ chị tắt nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó, ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt cương áo bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy. Ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài, bắt đầu về xé tôi luôn. Mai tôi có bà chị bà báo. Đừng có vé. Ủa nó nghe nè, sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con tôi bị ma nhập mà? Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có. Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết rồi tôi hưởng gia tài luôn. Hỡi nín đi, nó xấu đời vợ kìa. Có tên bà không? Ê, nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu. Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Hả? Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo. Anh thấy em không? Em nè. Anh teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi, nó teo hả con? Dạ. Ngược lại đi, mà con teo nó nở chứ, nó teo có làm ăn gì được không? Anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Ồ. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Ồ, quen thế. Ê, ê, teo. 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 Ê, mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi. Ê nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Nha. À, bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Ơ, từ đó tới giờ người ta chửi tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang cha nó à. Chứ đâu ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Bắt gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì Teo, cha thì Quéo. Thì cưng quá trời vậy đó. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh Quéo. Nãy giờ thấy đứng Quéo quá. Không, anh đứng thì Quéo thế thôi. Nhá. Anh nằm nó không Quéo. À, nằm thẳng hay nằm Quéo? Nằm thẳng. À, nằm thẳng. À. Dạ. Tôi nói cho bà nghe, xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi, nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng Master. Hay. Trời ơi thầy ơi, Master chứ không phải Master. Master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng miền Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt foot massage 15 đồng giờ. Con ông học Master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý, tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này, con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Thôi vào trong đây. Đi vô ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như thế này thì không được đâu. Chúng nó lừa, chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Vậy là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô,
Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, ở đây cũng vô được một cặp. Này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm gì xem lại? Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? 2 hôm. Mai anh trả lời. Quá đi vồ đặt giả bộ. Rồi bây giờ cứ quyết hồi định nãy tôi thấy đi. Chích vô vòng 3 tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định như này. Dạ. Thế Tết này thì cho gọi nó về luôn. Ừ. Đó, về ăn Tết ở đây. Ừ. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Ừ. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Ừ. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nói với thằng kia một cặp, đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có song hỷ à? Tam hỷ, chẳng lẽ tôi có chữa? Trời ơi má. Bậy nha. Cái này chích vào đít bà. Chứ đây chưa có gì. Ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới luôn nha con nha. Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây rêu vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về âm 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 âm, từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt, không khí đã ma quái để nhạc còn quái ma, cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi trời. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. À. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng này không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Yeah. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Yeah. Thế đi đây có việc gì? Dạ, yeah, vậy mà còn con nghe tên thầy, con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ. Yeah. Con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian, có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn, tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu yeah. không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Yeah. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Yeah. Nghề đấy là nghề của tôi. Yeah. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tê ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma,
Hèn gì nãy con bước vô đó, con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lạnh à? Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nó, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá, gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi. Thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy, có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Đấy, thế phải có đi phải về. Dạ thầy, thầy, thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi, cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được, đúng không? Dạ. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Dạ. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm, anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Nhưng mà này, thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này, tôi nói anh nghe, tôi mặc dầu tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy thầy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cứ đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nhẹ nhẹ chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng rồi. Nó quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ?
Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biết thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex, chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết, before đó thì tôi không biết, nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe, đối với thầy 26.000 đô la nó to thật, nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về, rách việc thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ôi, lại bà đây. Thôi đưa đây gươm. Ừ, thôi thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp 4 cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Ừ, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Ừ, thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Ano. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có? Con thầy có nè, thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn 1 năm rồi ạ. Chú thấy không? Khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Mà ba... Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Mẹ, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Ông yếu thiệt, đơn giản chỉ có 4 phát đạn M79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời ơi, thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thụt cả dòng họ mày ông chết là hơn đó. Có chuyện mà nó mình ông chịu không nổi. Thôi dẹp cho mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời ơi, mệt quá, thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nhé. Dạ.
Thằng bé nó về rồi à? Dạ dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Thầy ơi, con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi, đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi gọi hồn để chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng, bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ừ thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Đốt tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu, cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Thành thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Con biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi,
tôi mà đã làm thì chắc 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ khấn đi xong rồi thầy đọc thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Ôi cay quá thầy. Ôi nó cay mắt quá. Cay quá thầy. Dạ. Tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Ủa thầy. Ủa thầy người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang cấn mà. Đây bị keo nó về mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thấy nãy giờ thắp bao nhiêu nhang. Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên này in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Ờ, pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao thì không sát một chữ nào à? Thì thả lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. King pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch year of the chicken. Ba tuổi. Xong chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the củ chi Việt Nam. Người nào không có dấu không nguy hiểm thầy.
em tự lộ lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huế Kỳ. Address to Trify Exchange Road. San Jose City, California 95112. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, American, United of American. Đứa mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không rồi. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hốt xác đem về chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây, tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi, sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy thầy. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pao rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay heo quay cho nó ở Conestezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy. Cũng lấy ai lấy chứ. Ai biết nó nói mà. Tao chen xỉ nay thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết mấy cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên đình đình địa đình đình. Cái vườn cái thầy. Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một. Nó lên bốn chữ đa thủy tắc trầm. Chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ đuối không lẽ nằm trên bờ. Thì bởi thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha. Bye.
tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Gì? Tôi á là muốn kiếm biết xác ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Gớm anh. Chứ còn gì nữa. Làm mừng hụt mấy tháng nay à. Mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp nghề đi cha. Mình. Sao tự dưng bảo ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo ta dẹp nghề? Sợ xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300 đúng không? Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi sao hôm nay tổ chát thế hả? Trời ơi, mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấp gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở ra hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao không lo? Đông gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông vua gì à? Bố mày không biết cái này thì bố mày đọc đông vua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết đến nơi rồi số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé, cũng là đôi giày số 47 mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chưa? Việc gì phải lo. Ồ, vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe. Gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo. Lúc đây là chết, và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi. Luật sư này, bác sĩ này, còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu cái sao? Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn.
Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo, tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều, mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày, thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu, ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày. Ồ, hẹp. Theo một con khỉ. Tôi lại đâu mà là kêu heo. Ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng chơi xuống nhúng gì má. Xuống đi. Chết mẹ, sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt gì vậy? Ây da. Cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra nó ta ăn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Chị biết hả? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi, anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê. Bà. Ủa đi, để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đứng lại. Bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nghĩ sợ má rồi. Bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ. Tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Có đàn ông với đàn bà ở đâu? Dạ bác con xin lỗi bác.
dạ, xuống dạ, 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 xuống dạ, dạ, bước dạ, xuống dạ, lại lên bác dạ, đỡ 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 con ừ trời ơi ây da cái gì nữa dạ kẹt kẹt bác ơi kẹt có phẹt mua tia phải không dạ, đúng rồi bác ơi để tao gỡ cho dạ trời ơi ây da ây da ui da ây da ây trời ơi trời ơi cái quần gì mà kỳ cục vậy trời trời ơi trời ơi làm tao nó ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà rồi rồi bác tự đứng lên đi bác bị hai cú đứng không nổi mày ơi bác đứng lên được không bác dạ bây giờ xìu lên không nổi là ý bác nói sao tao mệt lắm rồi đứng không nổi dạ 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 xìu dễ mà lên dùm. Khó phải không bác ừ được rồi để con kéo bác đợi bác lên con ơi trời ơi già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè trời ơi tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy dạ bác nặng quá bác cảm đi thôi giờ bác tự xử giùm con đi bác nặng trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi ui cha nè cô là ai dạ mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy dạ con xin giới thiệu với bác con chức vụ ở đây là security security má ơi dạ con thích cái chữ security con gọi con quen rồi rồi dạ muốn... con kim lương y tá của nursing home cái gì dạ cô là y tá của nursing home này dạ hay quá trời ơi y tá hả đúng dạ thưa bác con là một y tá ở nursing home trời ơi người ta nói y tá như mẹ hiền sao cô giống mẹ mìn vậy mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó bây giờ con bận rồi con xin phép bác con ê không cô là y tá phải không dạ 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 tôi có chuyện gấp lắm không gấp. Bác không gấp bằng con đâu hả con xin phép bác cho con đi cái không tôi có chuyện gấp mà không con gấp hơn bác nhiều con phải đi tìm bác ơi tìm cái gì quan trọng lắm con tìm cái này quan trọng không tìm được là con bị trục xuất coi như là con không có đi làm khỏi đi đâu nữa. Khỏi đi đâu dạ cái quan trọng nó nằm ngay đây hả à thấy không ủa đây tôi nói cho con nghe cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm tại vì á cửa chánh mà không đi mà bà nhào bà leo hàng rào bác ơi bác con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây ủa con xin lỗi bác con phải đi ủa sao tôi thấy không phải gì đâu hả sao bác hello hello honey long time no see cái gì vậy hai ba dạ trời ơi nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới ghê quá ê con kia dạ mày nói gì đó hả dạ dạ con từ xưa giờ mày chưa thấy bóng già hả cái gì đi bay dạ đi đi ê cái gì vậy dạ hả trời ơi dạ bác ơi bóng thì con thấy rồi nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là à, con chưa thấy ở Mỹ nha dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha dạ lãng hoạn tôi kiện cô đó đi đi dạ dạ thôi xin phép bác con đi 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 dạ con đi nghe bác ê đừng đi đừng đi 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 im cho đi 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 lạ quá trời ở trên đi đi dạ 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 con đi dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải ông lại vậy cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi gớm à tôi nè chủ nhân của cái giỏ ủa râu mọc lẹ vậy dẻ trời ơi ông ơi ông thông cảm tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này tôi chuẩn bị cả năm rồi đó trời đất ơi chuẩn bị cái gì trong này nhang đèn cái gì nhang đèn trời đất bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền là vậy không phải cái này đâu phải ăn trộm thứ sao tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi trời đất ơi bà cũng rảnh quá đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá có điện thoại rồi mà có đứa nào nó bắt máy đâu ủa sao vậy không biết nữa không biết tụi nó có chuyện gì không nữa mà có con y tá đó tôi đâu có dám ra lấy tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng hèn gì bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn kỳ thế bà thôi
Ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Thôi, ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À, thì ra cũng có con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tôi mấy bà? Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm, mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc mình phải nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm được tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là up up không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nursing home này đó. Ghê vậy. Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nursing home này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu rách thử nhang quá. Cha già mất hết. Du duyên. Yếu quá mà. Yếu thì yếu chứ. Làm gì đu rách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa, ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng. Đã leo lỡ luồn lách tìm bà già. Nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm mà phải tôi giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, thôi, tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi, trời ơi. Không ngờ hai ông già này ổng có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa lạ quá. Ông hùng cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi đi mình rảnh. Mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Thôi thì thôi ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ. Vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để anh coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy? Để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Dạ, bởi vì cái gì cũng nhanh. Cái như gà, cái xong à. Khúc cuối mà đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mẹ ơi. Trời ơi. Trời ơi, bác. Bác, con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà
con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang rồi á. Mày đi đi mẹ ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my God. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my God. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Trời ơi, tại sao quên ông? Con Kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi hả? Không có được quên ông. Trời ơi, mày đứng lại. Không dám đâu, quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông đeo nhau ông nội, ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Con ơi. Con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Nước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư không. Dài thòn để ở nhà, nói với tôi là tôi tệ bạc, thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi, lúc trẻ người ta bình thường mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người mày... già như vậy nè. Quá, mà ngồi ra như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? À, dạ, tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nỡ nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông ở phải đây chạy tới tới rồi mà. Ông không có được đi tới rồi. Trời ơi, tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Ông Thao, Chim Mừng gọi đại bàng. Dạ, con bắt được bà lão rồi. Con đừng Chim Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ chín cuốn rồi. Xe buýt đến mà bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô bà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lặng đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão bắt bớ vụ gì nữa làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... được nè cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không hả? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vào cây sành rồi. Vacation.
Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Thì cái sinh đi thông luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi, chửi mày. Chửi con hả ba? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Bê cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem đi theo có sao đâu. Dạ. Bác nó bắt gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi con đâu phải. Bà nó cũng dễ mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo chi cho khó khăn con cháu. Rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì vậy? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ôi, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật ha. Lật cái gì? Giả mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ, con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ, anh nói đúng rồi bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Bánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ, bác về với nhà con đi. Ông anh, cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ, ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ, vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, ba ở về. Ở với ba. Chứ không lẽ qua ở nhà con, phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hồi nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ tôi đi. Đường đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Khoan. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ. Con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ dài bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ dài. Hèn gì thấy cái dài nó hơi sệ nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác,
em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy. Bà y tá này bà xin về bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông, để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhưng mà nhanh không thấy tôi nhanh đâu. Quyết định nhanh nhanh này bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Được rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì? Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, cái gì phải quá giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó, hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng vui lắm à. Mà tao ngắt nha. Con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó xin lắm chứ. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi đón giao thừa. Trời ơi.